Chào đó, em đang quốc Euro Sài Gòn Hên Nga, kính chào anh em. Chúc anh em là một cái amply của Musico A200, một dòng amply LED A được rất nhiều anh em săn đón ha. Thì đối với cái dòng Musico, cái dòng A thì nó có bao gồm có A1, A100 và nó cũng vân vân, cũng có nhiều model khác nữa, em cũng chưa biết đến. Nhưng mà em biết nó cái model A200 là một cái model lớn nhất trong cái dòng A, và nó có công suất LED A rất là lớn, 60W trên một kênh LED A. Ví dụ như anh em thấy những cái con Musico A1 là một con rất là bé, nhưng mà công suất LED A của nó là tầm 12W trên một kênh 80 ohm thôi. Nhưng mà nó chơi những cái dòng lo cổ, những cái dòng Tenor, những dòng Esplendor, những cái dòng Luger rất là hay trong cái tầm giá. Những con này là model A200 thì nó có công suất LED A lên đến 60W trên một kênh 80 ohm, rất là lớn anh em ha, rất là lớn. Thì con này hàng được sản xuất tại Ireland ha, made in Ireland, và nó auto dòng điện là có nghĩa là 4 dòng điện, anh em cứ cắm điện nào là xài điện nấy, không cần phải cầu đổ điện gì hả tất cả. Thì âm ly thiết kế có mặt phay nhôm xước đen rất là đẹp. Thì phía trước thì nó có bao gồm một cái nút chuyển kênh và một cái nút volume và một cái nút nguồn, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà chất âm chơi là trong cái tầm giá là nhiều người phải nghi ngã với chất âm của nó. Thì nó xoay ngang qua là 44 và hậu sâu vào là 37. Nó to và nặng hơn con A1 rất là nhiều, và cao lên là 10cm ha. Rất là đẹp. Đây phần trên nè. Đó, phần trên là nguyên cái phần này là cái tấm tản nhiệt của nó. Bởi những cái con LED A này nó chơi nóng nên nó cần phải tản nhiệt rộng như thế này chịu mới nổi ha. Đây là phần phía bên hông, rất là đẹp anh em ha, con này rất là hiếm. Thì em vẫn khoái sưu tầm những cái con Musico, những cái đời LED A này rất là hay trong cái tầm tiền, còn những cái dòng đời mới thì khá là đắt tiền. Đây là phần phía sau của nó nè, những cái dây đây, phần phía sau đây, đây nguồn điện vào nè. Điện vào thì nó in từ 100V đến 240V luôn được luôn ha. Này, cái chân lo nè, cái trạm lo nè, rất là mới. Musico A200 Luxury nè anh em. 405 made in Ireland ha. Đây là các chân ra cắm đầu vào. Đầy đủ cái cổng ăn chơi ha, có ngõ cả ngõ phono. Kim dành cho chế độ chọn kim nữa nè. Đó. Thì đối với cái con A200 này nó công suất 60W trên một kênh cho LED A, thì anh em đủ sức để anh em chơi những cái dòng lo lớn 30-40, những cái dòng lo Tenor, Splendor, Ruger, Herbert và Vivo anh em ha. Những con này trị những cái dòng lo độ nhạy thấp rất là tuyệt vời luôn. Rồi thì trong cái tầm giá này đang bán là 16.500 anh em, 16.500 cho một con Musico A200 đẹp xuất sắc như thế này. Thì về phần ruột gan thì con này nó mở tương đối là hơi khó. Thì em đã có mở ra sẵn, khi em vệ sinh em mở ra sẵn là có chụp hình up Zalo rồi. Đây là hình ảnh nó bên trong. Nó sử dụng 6 tụ lực nguồn 10.000A ha, 10.000mAh. Đây. Đó, cái phần đó là dính tên cái tấm tản nhiệt. Sử dụng một nguồn xuyến rất là to. Sử dụng 8 con sồi sắt của dòng Musico. Đây, zin nguyên bản tuyệt đối anh em ha. Đây. Đây tụ 10.000 nè. Nè, phần sò nó đây nè. Đó. Zin nguyên bản cho anh em chơi. Rồi em sẽ mở nguồn lên ha. Nè, nút nguồn nè. Thì phía trước nó có cái đèn nguồn nè. Rồi em sẽ lay nhạc, thì em đang test với cặp Aden. Thế gầm với nó là rất là mượt mà. Vô lần này nè ha. Hãy subscribe
相思淡，今宵离别后，何日君再来喝完了这杯，轻轻点上菜，人生难得几回醉，đối với những cái dòng âm ly led A này càng nóng càng hay anh em ha. Những cái con này thì nó chất âm rồi, nó là 80 với những cái dòng âm ly đèn trong cái tầm giá, là những cái âm ly đèn trong cái tầm giá này thì không chất âm, không qua được cái con Musico A200 này. Rồi thì em cũng xin kết thúc clip ha, với giá là 16.500 cho một con âm ly Musico A200 đẹp keng và rất là hiếm. Rồi em xin kính chào anh em ha.